nghe rõ không mọi người? Việt Nam là sáng 30 phải không? Đâu rồi Sơn? Tao đang like đó mày, Facebook. Tao lại bên Facebook. Mày vô Facebook á. Để tao gửi các bạn cái link ra. Facebook của anh á. Facebook của anh á. Để tao gửi các bạn cái link. Để tao gửi các bạn cái link qua nha. Ừ. Được chưa? Gửi yêu cầu đi Sơn. Nghe rõ không mọi người? Nghe rõ không? Đúng rồi, đang chán này, đang buồn nè. Bữa nay bên này là 29, ngày mai 30, tối 30 gửi yêu cầu đi Sơn. À, bữa nay nói không làm thì cũng không được, phải đi chợ mua ba cái đồ lặt vặt đây.
Hồi nãy ra đi chợ thì cũng mua vỉa trái cây để ngày mai cúng giao thừa đó, khổ vậy đó. Rồi cũng mua bông, cũng mua bó bông, cũng mua bó bông mà đây đây, để ngày mai trưng dọn, bây giờ chưa có ấy. Mày coi có ai giống như tao không, trồng cây lan độc nhất vô nhị một cây lan mà nó nở một có một bông một thôi, ác ô không thằng quỷ. Cái này nó chửi thằng thượng sĩ nhất. Còn ở đây tao được mấy cái rượu nữa, không biết nó ra bông không biết nữa đó. Không hoa không trái, không thịt kho không gì cả, không bánh không trái luôn. Cái này để cái này là để cúng giao thừa, này là một cúng giao thừa vậy mà 20 mấy đô đó, khó không? Rất là chán, rất là buồn. Ok, mấy bên này thì cũng thấy thiên mình dòm tới ở Việt Nam á, thấy họ rộn ràng quá trời quá đất, ai cũng sửa soạn tết nick đồ hết trơn trọi, chỉ có riêng mình thì ở đây thì hầu như tất cả mọi người đều vậy. Mình cũng xin nói cái điều là những người mà lớn tuổi bên Mỹ hoặc là những người còn trẻ vẫn nữa thì thứ nhất là hơn năm nay nó hơn là nó rơi cái tết, nó rơi vào ngày thứ bảy chủ nhật. Còn nếu mà nó rơi vào ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì thua luôn, coi như là không ai ăn tết được, nó trật hết. Và ở đây nó có không hề có không khí tết. Hậu Nam đâu rồi, có ấy lên chơi con, thế nào lên chơi thì lên thẳng ra nói chuyện chơi chút. Thì mấy bữa nay, ngày hôm qua nay thì tao chuyên bông, tao đi coi YouTube không, tao coi YouTube ra chiếu ở chợ hoa, rồi có rồi tụi nó tổ chức ăn tất niên, rồi cúng bái ở nhà, rồi đủ thứ tùm lum mà rất là vui. Hầu như là cái xã hội của mình, cái không khí của Việt Nam mình nó rộn ràng, ai cũng nhộn nhịp, ai cũng chạy tất bật để về lo cúng bái sắm sửa nhà cửa hoa què, rồi đủ thứ trưng dọn sơn phết. Cái mùa xuân tự nhiên ập vào một cái tết mà chỉ có ở Việt Nam mới cảm thấu, mới thẩm thấu được cái không khí tết đó về. Còn nói chung là những người ở bên nước ngoài như bố như bác ở đây thì hầu như nó bị đơn độc, bởi vì không thấy không khí tết, bởi vì mình không phải là, thứ nhất là mình ở đây không cái cộng đồng nó không lớn, thấy không? Cho nên vì cái chỗ đó sao vậy? Ở đây tao cho mày vô luôn cho rồi, để nguyên đi. Để tao coi. Mày gửi cầu lần nữa coi, tao coi thử coi đốc tiêu ở đây đâu, đây phải không? Đây. Anh mời mày lên đó. Thấy ở Việt Nam thiên hạ rộn ràng quá sức là mình cũng nôn nao. Nói đúng ra thì anh mời mày lên đó, đang chớp cháy cái đằng mời mày lên đó Sơn. Không phải riêng gì mình đâu, cũng có nhiều người dán nhà cha như là Sơn Nguyễn này, cũng ở bên Mỹ, cũng làm nghề sửa xe, cũng thấy một cái gì đó mà chỉ có ở Việt Nam mình mới có thôi. Ngoài ra ở đâu cũng có được cái không khí tết, và cái nó đượm thấm mòn của cái tình coi như là hàng xóm, tình nghĩa làng nghĩa xóm, đúng không? Anh mời mày lên đó Sơn, đang chớp chớp á. Đâu có thằng Hảo Nam lên thử có được không Hảo Nam? Lên rồi. Cứ sáng gì Tân, mày gửi cầu lên thử coi sáng gì Tân. Lái xe hả? Lái không?
Ở đây Tết, một Tết thì đủ phải nó cũng làm lại nè anh, mời về lại nè. Sao kỳ ta, thằng Sơn không, nó không lên được ta, Hạo Nam đâu rồi? Mùa này thì bữa nay thì mấy cái công ty tư nhân nhỏ nhỏ làm lẻ hoặc là những cái hãng xưởng thì nói chung là tư nhân nhỏ nhỏ là họ đang ăn tất niên dữ dội lớn lắm. Và nhậu nhẹt rồi, nhưng mà nghe nói cũng đỡ cái là không có dám nhậu nhiều, hoặc là đi xe taxi về chứ không có dám lái xe, xe cũng được. Cái đó tao ủng hộ, mùa Tết này thì ủng hộ, nhưng mà mới xảy ra tao thấy cũng có tai nạn giao thông xảy ra rồi. Lâu quá quá không lại like, trật lắc người ta. Có nào lên chơi không? Sao không lên được ta? Hay là cái Facebook ta nó bị cái gì? Lâu quá không có livestream. Với lại cũng không có cái gì gọi là đáng nói. Gửi yêu cầu thử coi, ra cứ đứa nào gửi yêu cầu coi thử coi có lên được không. Cực kỳ ra. À, gửi yêu cầu lên chơi trước đi. Mà giờ này là Việt Nam mình mới có, mới gần 6 giờ sáng à, đâu có ai rảnh đâu lên ha, đúng không? Rồi chào Hoàng Anh. Rồi cảm ơn con. Chào Hoàng Anh lên chơi thế mày. Lâu quá không có livestream, quên mẹ nó rồi. Ở Việt Nam bây giờ này là y xèo phải không? Bữa nay là sáng 30, ở Việt Nam là sáng 30. Đúng là sáng 30. Phải không ta? Đúng rồi, trên ngày hôm qua nay thấy phố đi bộ Nguyễn Huệ kín người luôn, đang cả đang ngạt kín người luôn, nó thẳng là đang ngạt kín người luôn. Chữ nhỏ quá không thấy. Đúng rồi, mấy bữa nay là coi như là tất cả mọi người đều thi nhau để mà ăn tất niên, thấy nhà nào cũng ăn tất niên hết.
Đúng rồi, chào Phan Đại Dũng à, không cái phone trang like không thấy đường, chữ nhỏ quá, tao phải lấy cái phone mới rồi tao coi mà. Chào Phan Đại Dũng nè, trời ơi, trên mạng trên đang live stream đó nha chị Hai, chị nào đây, chị Lý Trương, chị này hiện đang ở đâu rồi không biết nữa. Rồi trước sau gì cũng về mà, tháng tư tao về. Ok, bộ sao không có thấy ai lên chơi chứ, tại ta không có ai lên chơi vậy, gửi yêu cầu đi. Giờ này Việt Nam chưa ngủ dậy mà. Đúng ra giờ này là nếu mà tao ở Việt Nam tao đi Long Khánh rồi. Nhà bà ngoại Long Khánh rất là vui. Quýnh bài nhậu nhạc suốt đêm luôn. Ok, nếu mà không ai lên chơi thì mình tắt like nha, mình chỉ tâm sự chút xíu thôi. Không biết có ai lên chơi không, không ai lên chơi tao tắt. Ok. Đó này thì mình mới nói là cái điều là những người mà xa quê thì lúc nào Tết đến cũng mang một cô nỗi buồn mang mát, nó thẳng là như vậy. Hay càng lớn càng già chừng nào thì lại càng nhớ quê, nhớ những cái thuở thơ ấu hoặc là những cái ngày trước để mà mình còn chơi vui đùa những ngày Tết, mừng tuổi ông bà, bận quần áo mới rồi quýnh bầu cua cá cọp rồi nhận tiền lì xì các bác các chú, trời vui. Tưởng tụi bay lên đây chơi tâm sự với tao, tao không có ai thì tao tao ốp máy nha. Ok, anh Phượng thì hiện giờ ở ra Bắc rồi, anh đang ở Phú Thọ nghe nói vậy. Ok mọi người, thôi bye bye mọi người nha. Ok.